Tam Quốc. Cụ thể chúng ta thấy ở đây có những cái công trình còn rất là xưa nè. Đây rạp hát Lệ Thanh nè. Bây giờ bỏ quen rồi ha. Đó, Lệ Thanh. Cái rạp hát nổi tiếng ngày xưa. Đây là giao lộ Tảng Đà và Trần Hưng Đạo. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Hồng Bàng với trường Hồng Bàng. Và phía sau trường Hồng Bàng có một cái con đường rất là lạnh lẽo. Thì hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau ở đó ha. Ở đây có cái phòng tập boxing, Muay, đánh võ Thái ha. Con đường Phạm Đôn buổi tối thì cũng có rất là nhiều quán ăn. Và cuối đường này chúng ta có một cái ngôi trường dạy tiếng Hoa. Chợ Xã Tây thì không có bán về đêm, chỉ bán ban ngày thôi. Về đêm thì có những cái hàng quán ăn uống, nhưng mà cũng không có nhiều. Từ về ngôi chợ cũng không có lớn, chỉ vỏn vẹn một đoạn đường của đường Phù Đổng Thiên Vương thôi. Sâm Hồ Lô nổi tiếng, nước mát Hồ Lô vàng là người ta bán để trong cái bình Hồ Lô đó. Hy vọng là qua video chúng ta cũng nhìn thấy được những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay và gợi lên nhiều cái hình ảnh về ký ức của Sài Gòn ngày xưa, với những nhà hàng, khách sạn, những rạp hát rất là nổi tiếng, vang bóng một thời. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đồng Khánh năm xưa, vẫn là bây giờ là đường Trần Hưng Đạo. Và theo thẳng hướng camera thì chúng ta sẽ đến cầu Nguyễn Tri Phương, quẹo phải thì chúng ta sẽ qua cầu qua quận 8. Và nếu mình quẹo trái là đường Nguyễn Tri Phương ha. Và đi thẳng nữa thì mình sẽ về quận Nhất, chợ Bến Thành. Và sau lưng chúng ta đây là cái Đại Thế Giới. Ngày xưa là một cái sòng bài nổi tiếng ở Sài Gòn Chợ Lớn này, nơi ăn chơi của các xì thẩu. Và phía sau chúng ta có một cái bồn nước rất là lớn mà ngày nay không có công trình nào có được. Và hành trình hôm nay em dẫn bà con mình, chúng ta cùng đi lang thang trên con đường Đồng Khánh năm xưa và cũng là Trần Hưng Đạo ngày nay, để mình thấy được cái hình ảnh Sài Gòn về đêm. Biết đâu trong những hình ảnh này lại gợi nhớ cho cô chú anh chị và các bạn những cái ký ức về Sài Gòn Chợ Lớn năm xưa. Và đối diện chúng ta có một cái đường, đó là một đường, đoạn đường ngắn của đường Trần Phú, cũng là đường Nguyễn Hoàng năm xưa đó. Thì khúc này có một cái rạp hát, rạp Hào Quê, và ngày nay là rạp Nhân Dân, rồi rạp Phương Nam gì đó. Phía sau cái dãy nhà này, mũi tàu, phía sau cái cửa hàng đồng hồ Đại Phát nè. Cửa hàng thờ cúng Đại Phát. Rồi theo thẳng hướng camera đây chúng ta sẽ đi về Chợ Lớn. Và nơi đó có đường Tổng Đốc Phương và những cái rạp hát, những cái nhà hàng nổi tiếng thời xưa. Và nơi đây có một cái hẻm để thông ra đường Nguyễn Trãi. Cái hẻm nằm ở xéo xéo camera chúng ta đây nè. Và cái hẻm này có cái quán cơm gà Lão Mã, rất là nổi tiếng với món gà hấp muối. Nếu cô chú anh chị và các bạn có dịp về Sài Gòn thì đi ở khu cung đường này thì chúng ta có rất là nhiều quán ăn nha, mà quán ngon nữa. Rồi hành trình hôm nay em sẽ mời bà con mình đi dọc theo con đường này ha. Và chúng ta xuất phát từ cái trung tâm văn hóa quận 5, Đại Thế Giới ngày xưa, Renmot.
rồi chúng ta thấy ở đây có một cái chung cư mà bây giờ đã giải tỏa và còn lại vài lốc thôi. Và chúng ta thấy bánh trung thu nè, bây giờ bán rất là rẻ rồi. Mua 1 tặng 4, tặng 2, tặng 3 luôn. Rất là đông, rất là nhiều bánh. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã tàn rồi. Những ngày cuối cùng của Tết Trung Thu cũng sắp qua rồi. Hôm nay ở dưới là 14 rồi, rằm ngày mai nữa thôi là hết rồi. Họ cũng đã bán cửa cách đây cũng 1 tháng rưỡi. Chúng ta nhìn qua bên đường, có lẽ do ban đêm nên camera có thể nhìn không rõ, cô chú anh chị thông cảm ha. Chúng ta nhìn xa xa có khu dân cư 4A, 4B. Thì không hiểu sao ở khu vực Nguyễn Trãi này có rất là nhiều AB. Mà ở đây là có cái chùa Quang, Quang Minh, chùa Quang Minh ở trong con hẻm này. Và nó luôn là con hẻm bán cơm gà Lão Mã đó. Chúng ta vừa vô hẻm, có cái hẻm nhỏ quẹo trái đó là mình sẽ thấy quán cơm gà. Sài Gòn rất là tấp nập, giờ tan sở ha. Đó, mình nhìn lại cung đường lúc nãy nè, một bên là Đồng Khánh, một bên là Nguyễn Hoàng, Trần Phú. Bên đây là Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo nè, và cái Tam Giác. Bên đây rạp Hào Quê. Sở dĩ em nói rõ chi tiết những chi tiết này tự vì có những cô chú anh chị đã rất là lâu rồi không có về Sài Gòn, và biết đâu trong những hình ảnh này là những cái có những cái ký ức gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị, và chúng ta sẽ anh Ráp anh hỏi mình có đặt xe không. Ở kế bên Đại Thế Giới thì có một cái nhà hàng Cát Tường. Thì hôm nay trên đường đi làm về nhưng mà em chưa có về nhà. Hôm nay tự nhiên có nhã hứng đi bộ vòng vòng ở khu quận 5 này, thì em cũng theo thói quen cầm camera lên và chia sẻ với anh chị và các bạn. Đi dạo một vòng, về ăn cơm cho nó ngon. Ở bên kia thì có những quán cà phê, quán ăn Ngũ Long. Rồi đó, mì Ngũ Long bữa giờ quảng cáo rầm rộ luôn nè. Mì Ngũ Long kế bên Redco. Hủ tiếu gà xé 2 cảo. Và nơi đây là chung cư khu La Cai. Chung cư La Cai thời xưa nè, nhưng bây giờ đã có một vài lốc đã giải tỏa rồi. Rồi thấy với những cái tấm tôn dựng lên đã phong tỏa một cái khu đất trống. Và trong kia mình nhìn thấy còn những cái lốc. Và thẳng đường này mình sẽ ra bến Hàm Tử ngày xưa nè, và đi cặp bên hông cái Ren Đại Thế Giới. Rồi chúng ta tiếp tục nha, có lẽ cái video này sẽ hơi dài tại vì con đường Đồng Khánh này cũng hơi dài. Đối với ngày xưa, con đường Trần Hưng Đạo là con đường dài nhất Sài Gòn. Và bên kia có một cái con hẻm để thông ra Nguyễn Trãi luôn, hẻm 162. Bây giờ mình đi quận nhất không ha. Hôm nay mình sẽ dạo một vòng quận 5 để mình nhìn thấy những hình ảnh này, để khi mà cô chú anh chị và các bạn có dịp đến Sài Gòn hoặc là mình ở những cái khách sạn ở khu này thì mình cũng biết được cái an ninh về đêm ở đây như thế nào.
Và thông qua đây thì chúng ta cũng xem để mình gợi nhớ về cái Sài Gòn ngày xưa, và cũng có một cái chiều chúng ta cùng đi tản bộ ở đây. Ở đây thì có rất là nhiều nhà hàng, nhà hàng Hoàng Hải, Hải Hoàng, nhà hàng Món Hoa đó. Đối với con đường này ngày xưa là một cái trung tâm của Sài Gòn, khu ăn chơi nổi tiếng với những cái nhà hàng, khách sạn, rồi những rạp hát rất là sầm uất. Cụ thể chúng ta thấy ở đây có những cái công trình còn rất là xưa nè. Và nơi đây là giao lộ Ngô Quyền, Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền và Đồng Khánh năm xưa. Và đi vô đây có một cái quán cơm gà rất là nổi tiếng, cơm gà Ngô Quyền, mà không biết bây giờ hay còn hay không. Đã từ lâu rồi em không có ăn. Ồ, người ta dọn đâu rồi? Lúc trước là nằm ở vị trí này, ở bên kia đường á. Đây là cái nhà bỏ quen rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây với những cái kiến trúc của những cái ngôi nhà đồng kiến trúc, một cái dãy phố rất là đẹp của một cái cái dấu ấn về Sài Gòn, Chợ Lớn. Khi mà đi ở mỗi con đường đó, chúng ta đều có cái cảm giác rất là kỳ lạ nha. Ví dụ như mình đi con đường này, cái cảm giác của nó hơi hoài cổ, bởi vì những cái kiến trúc và những cái căn nhà tạo nên một cái khu phố rất là sầm uất, cộng thêm những cái xe chạy tấp nập. Là nhìn thấy xe chạy hay chóng mặt luôn không? Tại vì khúc này là khúc 2 chiều á. Thôi khúc 1 chiều, đường 1 chiều, chiều thẳng về Chợ Lớn và từ Chợ Lớn chạy ngược về theo con đường Nguyễn Trãi. Nên mình nhìn thấy xe rất là đông. Bên kia mình thấy khu văn hóa 1A nữa nè. Có cái hẻm khu văn hóa 1A. Đối với những con hẻm ở Chợ Lớn này thì bán rất là nhiều món ăn, những hàng quán ăn vặt. Ở đây thì cũng có rất là nhiều khách sạn cặp theo con đường Trần Hưng Đạo này, với những khách sạn 3 sao, 4 sao. Và có rất là nhiều nhà hàng, như nhà hàng Ái Quê, nhà hàng Bát Đát, rất là nhiều nhà hàng luôn. Chúng ta có thể đến đây và thưởng thức. Và đây là con đường Phan Phú Tiên, giao lộ Phan Phú Tiên. Để đi thẳng ra đây là cầu chữ U ngày xưa đó. Khu vực cầu chữ U. Cầu chữ U thì nằm ở cuối đường Tản Đà. Bạn ở đây có một cái khu cái xóm đó nè, xóm trong hẻm. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Với những cái con đường này thì gợi nhớ cho chúng ta rất là nhiều cái hình ảnh về ngày xưa. Đây rạp hát Lệ Thanh nè, bây giờ bỏ quen rồi ha. Lệ Thanh. Cái rạp hát nổi tiếng ngày xưa. Rạp Lệ Thanh hình như là chiếu
chiếu phim của Trân Trân rồi thời bây giờ có diễn viên nổi tiếng thập niên 70 như là bị quên tên ta, rất là nổi tiếng. Vào đây có khách sạn Bát Đát. Đó, khách sạn Bát Đát rất là lớn. Đó, ngày xưa thì nếu mà mình ở khách sạn này thì qua rạp hát rất là gần nha, nhưng mà bây giờ thì rạp hát đã không còn nữa. Tại vì em quên tên những cái diễn viên nổi tiếng đó ta. Tức quá. Thời phim Hồng Kông. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Nếu mà cô chú anh chị nhớ những cái diễn viên trong xin các comment nha. Và ở đây có những cái dãy phố nè, các bạn thấy những cái dãy này đồng kiến trúc rất là đẹp nè. Và nơi đây chúng ta đến đó là cái giao lộ của đường Tảng Đà và Trần Hưng Đạo. Nơi đây có chợ xã Tây và nhà hàng Action Restaurant. Dim sum Hồng Kông. Tưng bừng khai trương. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Nhà hàng này cũng rất là đẹp. Ở khu vực chợ lớn này thì cái lối đi bộ cũng rất là thoải mái, trống trải, không có vướng gì nhiều. Đây là giao lộ Tảng Đà và Trần Hưng Đạo. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Hồng Bàng với trường Hồng Bàng, và phía sau trường Hồng Bàng có một cái con đường rất là lạnh lẽo. Thì hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau ở đó ha. Và nơi đây có một cái ngân hàng ACB. Theo cô chú anh chị các bạn chia sẻ thì ngân hàng này ngày xưa cũng là một cái nhà hàng rất nổi tiếng. Và nơi đây có một cái shop trà sữa cũng rất là đẹp đối diện với ngân hàng. Và đây là mắt kính, cửa hàng mắt kính An Tài. Và thẳng con đường Tảng Đà này với những cái hàng me rất là đẹp và mát thì chúng ta sẽ đi đến cầu chữ U ngày xưa đó. Mình nhìn lại cái khách sạn nha, và cung đường chúng ta vừa đi qua. Do là em đi bên đây nên mình không thể nhìn thấy hết toàn cảnh của con đường được, mình chỉ thấy những hình ảnh đối diện chúng ta thôi. Mình lại tiếp tục đi tới một tí nữa thì có cái ngôi chợ, chợ xã Tây. Và đây chúng ta thấy bán rất nhiều lồng đèn nè. Bắt đầu đi mình đi đến cái khu gọi là phố lồng đèn Lương Nhữ Học rồi đó. Đó, lồng đèn nè rất là nhiều luôn. Con đường Trần Hưng Đạo này, Đồng Khánh năm xưa này cũng là một con đường rất thích hợp để chúng ta đi tản bộ và ngắm cảnh, vì cái lối đi cũng rất là thoáng, rồi cái cảnh cũng rất là đẹp vào ban đêm. Nhưng mà ban ngày thì hơi nắng nha, tại vì con đường này không có cây. Ở đây có cái phòng tập boxing,
Muay, đánh võ Thái ha. Và phía sau có một dãy chung cư, nơi đây có trường Trần Hữu Trang. Chùa Bà Hải Nam. À, chúng ta nhìn qua bên tay phải có chùa Bà Hải Nam nè. Chợ Lớn cũng là một cái nơi rất là nhiều chùa và nhiều trường, và những ngôi chùa, những cái trường luôn nằm ở kế bên nhau. Tự vì ngày xưa thì theo kiến trúc của người Hoa thì trường và chùa lúc nào cũng kế bên nhau, vì nếu mà đi học thì những người không có nhà cửa thì có thể vô chùa để ở và nương tựa vào chùa. Và nơi đây là giao lộ Phạm Đôn và Trần Hưng Đạo. Với con đường Phạm Đôn buổi tối thì cũng có rất là nhiều quán ăn. Và cuối đường này chúng ta có một cái ngôi trường dạy tiếng Hoa. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo. Bên tay phải chúng ta đó là ngôi chợ, đó là chợ xã Tây. Chợ xã Tây thì không có bán về đêm, chỉ bán ban ngày thôi. Về đêm thì có những cái hàng quán ăn uống, nhưng mà cũng không có nhiều, từ về ngôi chợ cũng không có lớn, chỉ vỏn vẹn một đoạn đường của đường Phù Đổng Thiên Vương thôi. Chúng ta nhìn qua ngôi chợ nè, cái hình ảnh này cũng rất là giống ngôi chợ cũ. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây có cái quán nước sâm cũng rất là nổi tiếng, đó là nước sâm Hồ Lô. Vừa đi qua đó là đường Trần Hòa. Ở khu này có Trần Hòa, Trần Điện. Tới khu này quá trời đông, do hôm nay là tối ngày 14 ở dưới âm lịch đó. Nơi đây có nước sâm. Tối ngày 14 thì ngày mai là trung thu. Đây là Trần Điện. Có đường Trần Điện về đêm thì cũng có rất là nhiều khách sạn, khách sạn, nhà nghỉ. Đây nước sâm Hồ Lô nổi tiếng, nước mát Hồ Lô vàng là người ta bán để trong cái bình Hồ Lô đó. Có nước trắng, nước mát 24 vị, nước sâm. Và nơi đây có một cái nhà hàng Ái Quê sắp được khai trương nè, đó là Ái Quê 2. Chuẩn bị xong rồi nè, đó còn sơn và nội thất nữa thôi là sẽ khai trương cái nhà hàng mới. Tới khu vực này thì tương đối tấp nập, tại vì nó gần với cái con phố Lồng Đèn á, phố Lương Dưỡng Học á. Hôm bữa thì em đi cái phố này vẫn chưa đông lắm, hôm nay là những ngày cuối nên rất là đông luôn. Thank you.
xe Trịnh Gia nè, xe này đi về Nha Trang Khánh Hòa, chắc có lẽ đang chạy về hướng bến xe miền Tây. Hôm nay họ chở khách du lịch. Và nơi đây là giao lộ đường Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo B và Triệu Quang Phục, với những cái hàng quán, những cái cửa hiệu bán kéo, mài dao rất là nổi tiếng. Và đi thẳng con đường Triệu Phục này, chúng ta sẽ đến một ngôi chùa, đó là chùa Bà trên đường Nguyễn Trãi. Và buổi tối ở khu vực này có một cái quán sữa đậu nành Bạc Hà bán phía trước chùa Bà luôn, chùa Bà Thiên Hậu. Rồi một số hình ảnh ở đoạn đường Đồng Khánh năm xưa và cũng là Trần Hưng Đạo B ngày nay, gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng là qua video chúng ta cũng nhìn thấy được những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay và gửi lên nhiều cái hình ảnh về ký ức của Sài Gòn ngày xưa, với những nhà hàng, khách sạn, những rạp hát rất là nổi tiếng, vang bóng một thời. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.